Hóng phốt tí nhá. Nữ ca sĩ quên lời trên sóng truyền hình trực tiếp. Bây giờ mình sẽ để cái hình bài viết của báo Tuổi Trẻ lên, tại vì hôm nay nữ ca sĩ này lại vừa có một pha tự hủy nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cái sự việc từ hôm qua, thì xong mới đi đến cái bài ngày hôm nay nhá. Ngày 3 tháng 9, ca sĩ Khánh Thy gửi lời xin lỗi tất cả ekip và khán giả vì hát quên lời, chênh phô nhiều lần nhìn vào ca từ chép trên tay gây cảm giác thiếu chuyên nghiệp khi hát trên sóng truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tối 2 tháng 9. Clip đây mình không biết là có để được không, thì bây giờ mình cứ cho họ trước nhá. Có lẽ là sẽ chỉ để được cái đoạn mà xem tay thôi, còn để nhiều là sẽ bị dính bản quyền ngay. Ông nào quay lại clip này còn để nguyên cái SCT top của iPhone đây, đoạn xem ca từ trên tay này. Đây là cái lời xin lỗi này. Cho em gửi lời xin lỗi tất cả ekip, anh chị em nghệ sĩ và khán giả. Lời xin lỗi từ đáy lòng. Nó cũng là bài học em nghĩ là đắt giá nhất trong cuộc đời. Cô viết, nữ ca sĩ còn tự động viên bản thân là lần này làm chưa tốt thì cần cố gắng phấn đấu thêm. Nếu như mà chỉ có cái bài viết xin lỗi này thì nó sẽ không có gì đáng nói cả, và mình nghĩ là tất cả mọi người trên mạng xã hội, hay là người ở đâu thì cộng đồng mạng, hay là người ngoài, người già, người trẻ thì cũng có thể bỏ qua được thôi. Người ta đánh người chạy đi chứ không ai đánh người trở lại. Nhưng mà sau đấy thì cô này lại có thêm một pha tự hủy đi vào lòng đất. Để nói xong cái bài này thì mình sẽ đi đến bài đấy, mọi người xem nhá. Trong chương trình, ca sĩ Khánh Thy thể hiện ca khúc 19 tháng 8. Sáng tác của nhạc sĩ Xuân Oanh. Sáng 3 tháng 9, Chu Thí Quỳnh. Cái gì đấy? Lại thêm bài Chu Thí Quỳnh nữa. Cho bài này mấy người liền à? Thôi thế hết rồi. Bây giờ nhé, hết bài này mình sẽ đi bài Chu Thí Quỳnh, mình sẽ review sau. Đây là bài đăng trên Chim Lợn Showbiz. Làm ca sĩ lâu nay không ai biết, quên lời tí cả nước hay. Nữ ca sĩ Khánh Thy hát chênh phô, quên lời, phải nhìn phao, lại khiến cộng đồng mạng bức xúc vì chế bài thơ về Bác Hồ để giải thích lỗi lầm của mình. Đấy, có phải như thế là pha tự hủy không? Sáng nay bùng nổ video nữ ca sĩ trẻ Khánh Thy trên sóng truyền hình trực tiếp biểu diễn ở một đêm nhạc trọng đại nhưng lại liên tục hát chênh phô như đọc. Còn nhìn phao ở tay để hát, dù tự nhận bản thân là ca sĩ chuyên hát dòng nhạc đỏ. Hôm nay, nữ ca sĩ trẻ còn khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm hơn nữa vì chế bài thơ về Bác Hồ để giải thích lý do quên lời và hát như đọc với lý do không thể củ chuối là buồn ngủ vì cả đêm hôm trước không ngủ được. Đồng thời, cô này khẳng định rằng trước giờ vẫn đang làm tốt mọi việc dưới góc độ của mình. Nhiều người hiểu và nhìn nhận về cô một cách tích cực. Nổi tiếng vì tai tiếng nên lại tiếp tục phát ngôn ngông cuồng, không coi công chúng ra gì, đúng không? Đây là bài viết của cô này. Đêm qua bác không ngủ, hôm nay bác ngủ bù. Thì nếu như mọi người chưa biết thì cái bài thơ này ấy, là một cái bài thơ rất là bậy. Nó có nội dung là kiểu như là phản động, rồi là xuyên tạc về Bác Hồ ở trên mạng do một số người ở bên hải ngoại chế từ rất là lâu rồi, từ những cái năm khoảng đầu 90 cơ, không phải thì mới đây đâu nhá. Bài viết này ở những năm 2000 rất là nổi ở trên mạng. Nó được hồi tầm những năm 2000 thì các quán net rất là nổi. Thì có rất là nhiều cái quán net có những bài thơ như này, nó thu thành audio. Mà do những cái cộng đồng gọi là ba que đấy phát tán lên mạng. Nếu như mọi người không tin, mọi người có thể tìm hai từ này ra rất là nhiều những bài viết kiểu này luôn, những bài thơ kiểu này. Mình nhớ nôm na là đêm nay bác không ngủ, ngày mai bác ngủ bù, anh đội viên gật gù, cái gì ồ sao bác này thế đây, nôm na như mình không muốn nhắc đến đây. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp cái bài của cô này. Mình chưa tốt mà nghĩ mình tốt rồi mới nguy hiểm. Có những thứ là làm chưa tốt thì càng phải cố gắng, phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ, học tập để hoàn thiện bản thân. Trước giờ vẫn đang làm tốt góc độ của mình. Không ít người hiểu và nhìn nhận về em một cách tích cực. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn và hơn thế nữa nếu bản thân chỉ mài giũa. Bản thân chăm chỉ mài giũa. Xong status này mới an tâm giấc ngủ, giấc dài để lấy lại tinh thần công việc. Cố lên cô gái. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu và gian nan còn dài. Đúng là mọi thứ chỉ bắt đầu thật. Nếu đây, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn và hơn thế nữa để bản thân chăm chỉ mài giũa. Nếu như không có bài viết này, đúng không mọi người? Nếu như không có bài viết này và bản thân mà chỉ ăn năn rồi là xin lỗi mọi người thì có thể nhá, chỉ nói là có thể nhá. Tất nhiên những người như mình chẳng hạn, mình là một người không thích vùi dập người khác. Khi mà người ta đã có những cái động thái hối lỗi là kiểu như là ăn năn hối cải hay là xin lỗi công chúng mọi chẳng hạn, đại loại thế, thì bao giờ mình cũng bỏ qua và cho người ta một cơ hội. Kể cả đấy là một người đã kiểu xúc phạm mình hay là gì đấy. Kể cả những người nhá, ví dụ như có những lần mình còn bị chúng nó mang dao đến tận nhà dọa giết cơ. Nhưng mà khi mà chúng nó xin lỗi thì mình vẫn bỏ qua bình thường, chứ không có gì cả. Tại vì mình là một người không thích bới móc lỗi lầm người khác làm gì. Nhưng mà sau khi mà đăng cái status này lên thì mình thấy mình cảm thấy là cái sự nghiệp của cô này chắc là cũng chấm dứt tại đây thôi. Khó mà có thể phát triển được nữa, tại vì ở Việt Nam ấy thì chính trị là một cái rất là nhạy cảm luôn. Nếu các bạn chưa nhắc đến chính trị, bạn chưa đả động đến chính trị, có thể bạn còn có cơ hội làm lại. Nhất là động đến chính trị mà còn động đến lãnh tụ mà Bác Hồ là một cái bất khả xâm phạm của Việt Nam rồi. Là một kiểu như là đại diện cho cái tinh thần của người Việt rồi, bây giờ làm cái hình tượng đại diện cho cả đất nước Việt Nam rồi. Mà lại mang cái bài thơ chế để cho vào cái status giải thích lý do lỗi lầm như này thì thôi. Đây là một pha tự hủy đi vào lòng đất. Đây là pha tự hủy, không phải hủy danh tiếng, không, hủy cả sự nghiệp của bản thân luôn. Đúng không? Không còn gì để nói. Mà trong khi ấy nhá, cái nghề của cô này ấy, là lại là hát những cái bài hát về cách mạng. Thấy không? Nếu mà là hát những cái nhạc khác ấy thì nhiều khi còn may ra còn có cơ hội mà làm lại. Còn khi mà hát dòng nhạc về chính trị như này thì không ai còn mời đến nữa sau này ấy. Tại vì những cái show mà về nhạc đỏ thường thường chỉ có nhà nước người ta làm thôi. Tại vì mọi người thấy không? Show về nhạc đỏ thường thường chỉ có đài VTV này, truyền hình, các đài truyền hình về đài VTV này hay là đài Hà Nội các thứ. Đài Hà Nội, đài Hồ Chí Minh. Nói chung là các đài lớn người ta mới làm. Còn hát show nhỏ thì thường thường là không có rồi. Mà làm như này thì đã dính một phốt như này thì không còn đài nào dám mời. Thế thôi. Hôm nay cái phốt này chỉ có thế. Hóng một tí thôi, còn mọi người nhớ để lại bình luận bên dưới, để lại ý kiến cá nhân của mình bên dưới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.